Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark Channel. Trên tay mình đây là sản phẩm iPhone 6 Plus Lock. Sản phẩm này gần đây nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn 6 lý do các bạn nên mua ngay một chiếc iPhone 6 Plus Lock tại Max Mobile nhé. Đầu tiên, iPhone 6 Plus Lock có thiết kế vượt thời gian. Dù Samsung được coi là kẻ định nghĩa ra khái niệm phablet, nhưng Apple mới là hãng công nghệ lớn và duy nhất đủ tầm để gây ảnh hưởng của mình lên toàn bộ thị trường di động. Và chiếc iPhone 6 Plus cũng không ngoại lệ. Dù đã có tuổi đời lên đến 2 năm, nhưng những đường nét thiết kế trên chiếc iPhone 6 Plus vẫn không hề lỗi thời, thậm chí còn được nhiều nhà sản xuất học hỏi cho đến tận bây giờ như thiết kế nguyên khối, chất liệu kim loại, kính thời thượng cùng một ngôn ngữ thiết kế đẹp, đơn giản không lẫn vào đâu được. Thứ hai, iPhone 6 Plus Lock vẫn có hiệu năng rất mạnh mẽ. Dù không còn mang danh là chiếc điện thoại mạnh mẽ nhất, nhưng sức mạnh của iPhone 6 Plus vẫn không hề xem thường cho đến tận bây giờ. Bộ vi xử lý Apple A864bit độc quyền cùng hệ điều hành iOS đã tỏ ra tối ưu cực kỳ tốt trên chiếc iPhone 6 Plus, giúp cho chiếc điện thoại này vẫn tỏ ra cực kỳ mượt mà trong mọi tác vụ hàng ngày, thậm chí là cả những trò chơi nặng ký nhất trên chợ ứng dụng App Store. Thứ ba, iPhone 6 Plus có camera ấn tượng. Những chiếc iPhone từ lâu tuy không quá nổi bật về thông số kỹ thuật trên máy ảnh, nhưng chất lượng ảnh của chúng thì hoàn toàn không thể xem thường. Những chiếc iPhone 6 Plus cũng sẽ như vậy. Quay trở lại thời điểm ra mắt cách đây 2 năm, iPhone 6 Plus đã san bằng thị trường di động lúc đó với tư cách là chiếc smartphone chụp ảnh tốt nhất theo đánh giá của tổ chức DxO Mark, hạ gục hầu hết các đối thủ lớn nhất cùng thời điểm như Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z3 hay thậm chí là những kẻ đi sau đến 1-2 năm như Huawei P9, BlackBerry Flip. Thứ tư, iPhone 6 Plus Lock có pin tốt so với mặt bằng chung. Dù chỉ được trang bị cục pin dung lượng khiêm tốn so với mặt bằng chung của phablet chỉ là 2910 mAh, nhưng thời lượng pin của chiếc iPhone 6 Plus Lock lại tốt hơn tưởng tượng. Bạn hoàn toàn có thể đi cùng chiếc iPhone 6 Plus trong một ngày với mức sử dụng bình thường. Nếu ai đã dùng dòng iPhone Plus thì đều biết rằng 10% pin còn lại của chúng khủng khiếp đến mức nào rồi. Thứ năm, iPhone 6 Plus Lock được cập nhật lên iOS 10 mới nhất. Bên cạnh việc được trang bị hiệu năng mạnh mẽ, iPhone 6 Plus vẫn được Apple chăm chút về phần mềm bằng việc cho phép cập nhật lên phiên bản iOS 10 mới nhất hiện nay. Do đó, iPhone 6 Plus sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những bạn muốn trải nghiệm cảm giác mượt mà, tính năng đỉnh cao với phiên bản iOS 10 mới nhất hiện nay, cũng như các phiên bản mới hơn trong tương lai. Thứ 6 cũng là lý do quan trọng nhất là iPhone 6 Plus Lock có mức giá rất tốt tại Max Mobile. Hiện tại iPhone 6 Plus Lock đang được bán tại Max Mobile với mức giá cực kỳ tốt, chỉ 7.990.000 đồng, tức là chỉ bằng một nửa so với mức giá chính hãng của chiếc điện thoại này, nhưng vẫn đảm bảo được khả năng hoạt động tốt tương tự. Ngoài ra, Max Mobile có chế độ chăm sóc khách hàng mua iPhone vô cùng ưu việt. Khi ra mắt thị trường, Max Mobile từ lâu đã đi đến là một hệ thống bán lẻ điện thoại uy tín với mức giá rất cạnh tranh so với mặt bằng chung, cũng như việc cung cấp dịch vụ với chất lượng rất cao. Và để nâng cao chất lượng phục vụ, ngay từ những ngày đầu thành lập, Max Mobile đã hướng đến một doanh nghiệp bán lẻ đi đầu trong chế độ bảo hành iPhone tại Việt Nam với những ưu điểm lớn như khi mua bất kỳ sản phẩm gì tại Max Mobile, trừ sản phẩm nguyên siêu, chính hãng, bạn sẽ được dùng thử trong 5 ngày đầu. Nếu không hài lòng, muốn đổi sang máy khác, Max Mobile sẽ nhập lại đúng 100% giá trị trên phía mua hàng và bán cho bạn một máy khác đúng giá niêm yết. Tất cả các máy iPhone bán ra đều được hưởng thời gian đổi trả lên đến 30 ngày và bảo hành 1 năm không phân biệt máy mới hay máy cũ. Ngoài ra, bạn có thể mua thêm gói bảo hành vàng chỉ với 200-300.000 đồng để được bảo hành nguồn, màn hình và thêm cả rơi vỡ kính nữa. Dù bạn chẳng may làm rơi vỡ mặt kính, điện thoại thì vẫn được thay mới miễn phí 100%. Có thể thấy, ngoài Smart Mobile thì khó có hệ thống cửa hàng nào có chế độ chăm sóc khách hàng tốt như vậy. Và vừa rồi mình đã gửi đến các bạn 6 lý do các bạn phải mua ngay một chiếc iPhone 6 Plus Lock tại Max Mobile. Các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và subscribe Max Channel. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.